Plus Outlet xếp từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại xếp Plus Outlet. Đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại xếp Plus Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đêm huyền diệu, không biết có huyền diệu hay không, đêm tại sao ai đặt cái tên đêm huyền diệu? Cháu đêm không thấy đêm huyền diệu. Nói với cô Mai Lệ Huyền là quý vị biết là những nhạc kích động, rồi những cái nhạc 100 em ơi, chiều nay 100% là nhạc kích động. Cái chương trình của cô làm thì cô cũng đã, cháu biết là toàn là tất cả bạn hữu như là anh Trần Quốc Bảo, chị Phương Hồng Quế, chị Trang Thanh Lan, toàn là những người bạn ngày xưa, ngày xửa của cô. Thì cái chương trình này đó, thì cô làm ở đâu? Và vé bán, giống như cô đã nói là chưa quảng cáo mà đã bán gần hết vé rồi quý vị. Cái này là chắc phải bán vé chợ đen đó quý vị. Bây giờ cô phải làm sao để mà kêu gọi khách tới là phải có chỗ cho người ta. Dạ đúng rồi. Mai Lệ Huyền rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ Mai Lệ Huyền đi hát đã 50 mấy năm rồi, chắc gần 60 năm. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, gần 60 năm đi hát 50 mấy năm. Thành ra bây giờ đó Mai Lệ Huyền làm một cái đêm trùng phùng. Hội ngộ hai mẹ con mà Trần Quốc Bảo là người đề xướng ra là một cái đêm huyền diệu. Thành ra trong đó đó có hên lắm, Kim Anh ở Việt Nam lâu đời rồi, tự nhiên ngày đó cô Huyền đi đón cô con gái ở phi trường, cái gặp Kim Anh cũng từ Việt Nam về, em về đây em ở, chị ơi em ở Việt Nam nóng quá. Thành ra gặp cái nói chuyện cái ô bữa đó em có mặt là dự luôn. Thì ở trong cái chương trình của cô Mai Lệ Huyền sẽ có nhiều Nguyên lắm, Khang nhiều lắm. Kim Anh, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Phượng Linh, Tuấn Châu, Andy Chris, Duy Thanh, Tuấn Vũ, thấy poster đó, đó là poster Tuấn Vũ, Carol Kim, Kiều Nga, Công Thành, Lin, Harry Trúc, Lưu Việt Hùng và MC Trần Quốc Bảo. Cô Huyền sẽ làm tại nhà hàng Majesty. Majesty, cái bữa hôm đó là vào ngày thứ 7 không cô? Dạ, ngày thứ 6, ngày Chủ nhật. Ngày chủ nhật tháng 9, 11 tây. Nine one. Hôm bữa chắc cũng nhìn thấy nó. Tháng 9, 11 tây. Và lúc 6 giờ chiều thì mời quý vị đến chụp hình chơi. Xong rồi mình vô tiệc là tại vì ngày chủ nhật cô Huyền muốn sớm sủa. Thành ra 6 giờ rưỡi mình nhập tiệc xong là cỡ 8 giờ là mình phải là quay rồi đó. Dạ. Mình phải lên đèn mà bảo đảm với quý vị đêm đó mình sẽ tâm tình hội ngộ thật vui, mà nhảy đầm thì thật xối xả, rất là vui, đủ loại nhạc hết, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Việt, nhạc êm, nhạc tình, đủ loại nhạc hết. Những cái chương trình như vậy đó cô à, ở một nơi như vậy có thể là không đủ. Tại sao cô không kiếm một cái nơi nó chẳng hạn bự chút xíu, hay là cô làm 2-3 suất chẳng hạn? 2-3 suất cái tự nhiên mình ngồi đó mình chơi con mình à, Ý Nhi suối bậy rồi à. Tại vì quý vị biết không, đây là một cái đêm hội ngộ. Đầu tiên là Mai Lệ Huyền chỉ nghĩ đến những cái tình thâm tình bạn bè thân hữu, chứ mình cũng không có nghĩ là làm business hay là mình tổ chức hay gì hết. Thì thật ra cũng muốn bạn bè share chung vui với mình một cái đêm mà mình rất là vui. Rồi quý vị cũng nói trời ơi, tụi tôi ủng hộ cô mấy chục năm rồi không cho tụi tôi vui chung, sao kỳ vậy. Thành ra mời quý vị vui luôn, mà bây giờ đó quý vị sớm giùm thì còn vé, mà quý vị chậm thì hết vé, là tại vì thật sự mà vé chỗ đó cũng có được nó không bao nhiêu limit, và nó cũng có limit. Thành ra quý vị bây giờ còn vài bàn thì Huyền gửi ở ngoài Tú Quỳnh, quý vị nhanh, còn nếu quý vị muốn kêu trực tiếp ban tổ chức 714-717-9995 thì sẽ có thể cung cấp thêm để cho chi quý tiết vị biết vé đứng và cũng như vé chợ đen. Ý Nhi vui thiệt. Lệ Trinh, qua bên này thì em sẽ ngày hôm đó
em sẽ gửi đến tất cả khán giả đây. Em phải là cái người chính rồi, tại vì cô Huyền không? Cô Huyền là quá nổi tiếng rồi, tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác chỉ là tới ủng hộ về tinh thần thôi. Tất cả các nghệ sĩ đây ai cũng muốn em hát về cái sự trình diễn của em, tại vì thực sự nói cô con gái mà rất là đẹp mà hai mẹ con đứng bằng cao với nhau, không biết có việc mặc thấy đồ cái bằng poster nhau luôn. Hát hôm nay cũng mặc luôn. Đồ người pink người purple nhưng mà cô vui lắm cô mình mà có đứa một cô con gái mà có thể nối nghề giống như mình mà đẹp như mình thì bữa hôm đó em đã chuẩn bị là tập bao nhiêu bài, bài hát của em, về những bài hát gì em có thể bật mí chút xíu? Dạ có. Cái đó thì chắc em để tới cái mẹ ngày sắp cuối xếp cùng. Không, mẹ, mẹ sắp xếp. Thôi mẹ cũng bật mí chút. Mẹ bật mí là cháu nó sẽ hát chung một bài nhạc Pháp với cô Kiều Nga. Cháu nó sẽ hát chung một bài với chú Công Thành. Wow, yes. Cháu nó sẽ hát đơn ca hai bài. Yes. Và đặc biệt cuối cùng tặng hết tất cả quý vị khán giả một bài Việt Nam chung với mẹ. Đó là tới chừng đó cho biết bài mà bật mí. Thư nó nói trời ơi chừng đó chị tụi em phải nhào ra hết sân khấu. Đúng rồi, bắt buộc là Đoàn Vũ Maxim. Dạ đó, chị thấy là sẽ mẹ nhảy background. Nhảy background cho cô Mai Lệ Huyền. Dạ, vậy là một lần nữa cô Mai Lệ Huyền rất là cảm ơn Ý Nhi, lúc nào cũng so sweet. Kêu một cái là Ý Nhi welcome, sẵn sàng ai chứ cô Mai Lệ Huyền là tới. Và Ý Nhi đã cho cô Huyền với con gái lên đây để trình làng, để trình cho quý vị thấy là hai mẹ con cũng như là một hai cái đêm em, hội ngộ trùng phùng như Trần Quốc Bảo nói là một đêm trùng phùng của hai mẹ con. Thì nếu quý vị thương Mai Lệ Huyền mà muốn gặp Lệ Trinh thì quý vị mau mau đến sớm. Để em hỏi nhỏ cái này chút xíu. Về em, lần đầu tiên em gặp mẹ em bên này. Cái cảm tưởng của em như thế nào lần đầu tiên em bước vào ở chung với mẹ em cái thời gian một tháng trời? Em rất là hạnh phúc và em còn... Cái ý định của em là em còn muốn ở với mẹ luôn nữa kìa. Được. Nhưng mà mẹ em cũng có nói là nếu mà bây giờ mà bảo lãnh thì nó rất là lâu, cái thời gian nó rất là dài. Trong khi bây giờ em cũng có thể đi qua đi lại thăm mẹ được. Đó, thành ra mẹ nói thôi thì cứ đi qua đi lại cứ thăm quả. Mẹ mỗi năm. Chủ yếu là con phải ở với con của con, những đứa con của con. Thì tại vì con của Lệ Trinh thì cũng có đang làm giấy tờ để bảo lãnh Lệ Trinh đi Thụy Sĩ sống với con. Thì đó, thì thành ra Lệ Trinh chỉ tính là một năm qua một thăm năm mẹ một phải lần. Qua thăm mẹ một lần, vài tháng chơi với mẹ. Wow. Được rồi, vậy là đủ rồi, là còn phải lo ở với con. Rồi con nó mới có vợ, có chồng, nó còn sẽ có... Nhưng mà ở với con... mẹ rất là thoải mái. Tại vì nghệ sĩ. Tại vì cổ cười hoài à. Dạ, mà đúng toàn rồi. Là bạn bè với giới nghệ sĩ không à. Tại vì, tại sao cháu phải hỏi cái câu đó là tại vì nhiều khi lâu ngày mình không gặp nhau, mà mình gặp nhau mà mình ở với nhau hơi lâu một chút dạ, xíu. Đúng rồi. Đôi khi nó sẽ có nhiều cái sự, cái tính tình khác biệt. Ý Nhi nói đúng, rất là đúng. Tại vì bao nhiêu chục năm đúng không rồi. Gặp nhau, dạ. Không ở chung. Mà bây giờ hai chị em mà ở khít nhau còn tối ngày còn đúng hụt hạch chứ đừng đúng có rồi. Nói mà lâu lâu nhưng mà nó có gặp. Một cái gì đó là tình nó máu thiên liên nó quyến liếng thành ra không có thể nào mà dám không có chuyện gì không có chuyện gì xảy ra dám chị bạn nó dám kìa dám coi chết luôn á. Chị vào quảng cáo sau phần quảng cáo là phần cuối thì mình sẽ nói thêm về cái chương trình của mình nữa bằng nhạc nữa để rồi đó thì xin mình nói thêm về cái chương trình đó cô xin cái biên đường về lần này. Sếp Plus Outlet, sếp từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng, từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại Sếp Plus Outlet, đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần tha hồ cho quý vị lựa chọn, vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại Sếp Plus Outlet, trên đường Harbour, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-981-6555, 981-6555, ca sĩ Ý Nhi, trân trọng kính mời.